Xin ơn trên hộ trì cho quý khán giả và chư đồng đạo được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Thưa quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu khuyến thiện. Đây là quyển thứ 5 mà Đức Thầy đã viết năm 1941 tại chợ quán, dài 776 câu. Sấm giảng này khởi đầu bằng câu "Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn" và chấm dứt bởi câu "Ráng cao đức hạnh ngày sau sẽ tường". Nội dung: Đức giáo chủ nhắc tiểu sử Đức Thích Ca và luận giải về tám sự khổ trong cõi ta bà, về pháp môn tịnh độ, về cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và hành thập thiện. Trong phẩm kinh này, chúng tôi trân trọng giới thiệu hai độc giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Hoan và Nguyễn Văn Mạnh cung kính diễn ngâm. Kính mời quý khán giả và chư đồng đạo thưởng thức khuyến thiện quyển 5 phần 1. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
toan dẻo giống Bồ Đề. Kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương, giải khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Ở trần xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mối đạo quăng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Cố công
gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quán ái xót thương nhân chúng, bụi lố lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành nỗi bất bình, bỏ đất
của câu nhân hòa. Dầu ai có bền gan sắt đá, cùng đồng lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trưng chuyên, phần môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên đi kén, người không lo có thèn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân nhìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bán kinh lành, làm cho đời hiểu rõ kinh danh. Công đức Phật từ bi vô lượng, đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chấm hưng Phật pháp mới làm. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông y thạo, nhưng phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ ơi sao, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập Tam thừa, thuở Trung Quốc nhà Châu chiêu đê. Bên Ấn Độ thành ca Tỳ La Vệ, có đức vua tịnh phạn nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Chúa thần tôi ngay phò ta, đức hoàng hậu ma gia phong nhà sắc đẹp giường ngọc thuốc quá cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tu cùng thánh thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia, cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón ơi trước, chỉ trừ người ý hiệp mơ tâm đầu. Xin một điều ở chốn lòng lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng đưa gần kẻ bao nhiêu tàn. Thiết
dòng thiên nhân, phê cho thiếp những điều xin nay. Chúa nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuông y tòa vừa lòng. Ba tổ tiên ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khôn. Lòng yêu dân di như con đò, tội giảm tha đòi giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đạo điên, lấy đức rộng bùa trong ba tanh. Vua hứa chịu giúp người đói lạnh, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hướng hợp, giấc chim bao bà tương tờ chốn không trung, bóng xa xuống mình bà hối hận. Giờ tính giấc mơ tiên mấy lần, khắp phòng quê thơm nức mùi bà rau chân. Bèn bước ra giường, truyền thi về thỉnh vua lai đâu. Vua ơi, lời đến nơi quay thảo lại gần bà, sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không cai trỗi rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hôn ma chân: có việc chi vội vã dời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tấp. Bà thuộc rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bạn dùng. Các thầy bàn đức linh vào cung, nghe xong xả tu rằng điềm quý. Ngài thấm thoát đông quái hà chi, bà trổ xanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khí phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người
liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chinh treo qua yến ầm. Đền đài lâu lấy đẹp tối ngày
lòng thái tử cũng không siêu ngã ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong dạ heo xào, chi xiết nổi nung nao cõi tàn. Lòng thứ ba xia lìa khỏi trạm được trông nhìn kẻ chết đang khiêu. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng đế trí tầm phương dài thoát. Lòng thứ tư vừa đi dạo mát bóng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã đêm, gia tăng sĩ rơi lòng phận sự phải xuất gia tầm đào mau mau. Liền hoài xe trở lại Lai Trào, xin Dương phủ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý thừa đêm khuya lên trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng. Thân chẳng xa sông pha bờ bụi, ngày đó nên 19 tuổi tâm đã trải bao phen lao khổ xiết chi. Sau ngày đến rạch ni liên thuyền, thấy cỏ qua cảnh ni bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh sáu năm bên ấy. Đạo gần đất ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phố trương độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thiết phương tình đời
chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ giác trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì Phật ta rất yêu minh đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sương. Nay lời xưa kết lại ít tư tầng, cho thiện tính rồi nhàn xem xét. Giấc mê tâm dứt đều hờn ghét, ráng cần chuyển niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chi hướng cao thân, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Dạo bụng mẹ chúng quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thông, mẹ no cơm chặt chòi quang càng không tránh nổi.
thần sao xác, trí vẫn dơ kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn đi trước, mà cũng không thoát lực tuần hoàn. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trôn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội cầu chân thành, những việc thích hơn. Người trên đời ấy cũng lòng tham, muôn phước thọ phẩm hàm tiền. Thank you.
quyền cho được thơm tho. Sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
mừng tuổi thúc ông. Đàn xa không thể duyên môn tâm, câu thơ cao hứng thay bầu rượu. Bài phố vui mừng thế chầu đạo đức gắn công nên khắp mặt văn chương rèn chi chẳng nga phai lòng. Trước đã đem thân hiến Phật đài, chắc rằng sẽ được buổi trùng lai ra công khai quá gì nhân chúng. Nhọc sức mở mang bởi cốt hài, sanh đơn nam nhi toàn sự thế, sống làm hiền triết nghĩa gồm hai. Thuần hòa trăm hoa đời an lạc, chừng ấy sẽ tiên thế dẹp dài. Ngọn gió thiên môn cuốn bụi hồng, lời danh trong nương theo đúc huệ tâm chân lý, lòng tiên từ dục mà lòng tình ngộ đã nghe lời Phật thuyết,
mê suy niệm lẽ quyền thâm. Màu chân bước đến lóng qua hồi, dầu Phật hòa vui cõi đại đông. Chương trình phổ truyền sấm giảng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo do nhóm tín đồ thực hiện, xin gửi đến liệt quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên hộ trì cho quý khán giả và chư đồng đạo được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Thưa quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu khuyến thiện, đây là quyển thứ 5 mà Đức Thầy đã viết năm 1941 tại chợ quán, dài 776 câu. Sấm giảng này khởi đầu bằng câu "Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn" và chấm dứt bởi câu "Ráng cao đức hạnh ngày sau sẽ tường". Nội dung: Đức Giáo Chủ nhắc tiểu sử Đức Thích Ca và luận giải về tám sự khổ trong cõi ta bà, về pháp môn tịnh độ, về cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và hành thập thiện. Trong phẩm kinh này, chúng tôi trân trọng giới thiệu hai độc giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Ngoan và Nguyễn Văn Mạnh cung kính diễn ngâm. Kính mời quý khán giả và chư đồng đạo thưởng thức khuyến thiện quyển 5 phần kết thúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi cảnh sanh hiền chân khỏi quá khổ mưu cầu bất
chữ hòa thuận kể sao cho xiết tâm đồng nhau thương thiền vui dày cành như như chẳng có đổi thay không màng biết phân chia nhân ngã sẵn vị ngôi rành phân thương hại khỏi khổ cầu quán ghét gặp nhau thân tâm thường trú hết rác rào chất thô trượt tiêu tan mất cả cõi tình đó lắm điều thân cố buồn rầu lo sợ chẳng còn chúng ta bà tim lùng dầu mòn thân tư đại của người cũng thế mau thức tâm nhọt u nhẹ lách phong cuồng
chẳng giờ tưởng đó ai nhớ đây. Thiết mưu kế toàn bề thăng thôi, ghi thù quán trưởng điều đáp mi đối nên ma phiền não trượt đắm sai. Chuyện lưng trong nhân vật các loài căng mờ ám làm điều dại dột. Chúng sanh trượt ta đà kế nốt còn thứ năm là mang trượt chúng số vào xa bao biến mới là nhân thiện.
chửi cha mắng mẹ lăn xăng, chẳng kể đến luân thường thao hiu. Hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp sớm chờm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kiều sang thần thanh. Chẳng kiên nể Phật trời thương, y cảnh cõi long cung mời thỉnh tối ngày. Đời ám ô tội trạng thảm thay, khuyên ba tánh ba già ráng bỏ. Gương tổ phụ còn rối lại đúng, sao không theo tạ dân thứ năm kinh.
cả quốc dân. Tôi bắt chân hoàng cung dâm loạn, tôi lỗi ấy diễn nhiều thánh trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dân hiếp bồng cùng quan lâm thế dâm ô dân khôn. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyền lời đờn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi ơi, bỏ những điều điểm nhục tông môn. Đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Đồng
lòng rào rạc gầm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo vương thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tan mong hãy chỗ trò giết thầy, tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết cha mẹ dành của tiền, cốt nhục giết nhau tranh lợi danh. Tình nhân loài phân chia yểm bắt, diệt sanh vật đầy lòng kiêu y cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên ba già ba tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đắng mà cúng ơi tế, gầm thánh thần đâu có tư riêng. Rồi ôm đau bởi tài căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều báo ác. Phải ăn năn phước liền tạo tác, lo thuốc thang gần giới Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trật cơ giả, đâu ăn lo đòi qua làm ai. Mà tâm linh nhị đấng đoàn này, đều qua phước ấy cơ bao. Chẳng biết thân còn con chưa, đừng quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sống lặng cho em, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám là lòng tham hiểm, bao gồm của ý thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cỏ bay thằng kiên. Thấy của người thèm có nước ta miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì, giàu sâu tốt cũng là dồn chứa.
mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gặm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Tha nghèo thánh không giàu mà trước lo dung trồng, coi phước về sau muốn trừ tha. Chừng cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nổ thường làm bão ngược, nên loài người ở cõi thế gian vẫn hận nhau thù oán dày tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hương tử đất khuya khoang, dòng sức phải bị người hiềm khích ghét gần. Mười đoạn chút mê
chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghi đeo điều phiền phức bệnh rình đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muốn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bước nghe càng, làm ngu mũi đỏ thân uổng kiếp. Ác trở sông hiện ra, thiện nghiệp lâu nguồn chân. Phật tiếp dần cho trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khập cũng đừng phiền, sao là cùng thiên tinh ba gia hưởng ứng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuối hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy lực nào dung thơ. Tu còn ham chay to đắng bờ đằng thế gian, dưng cung bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho trong bá tánh sầu thành chất nghi ngất, mãi nghi nan chẳng nghi biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tín hiểu ta giả ơi thiệt, làm hay không chẳng dám ép nài. Nguyện mười phương chư Phật đáo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh yêu nguyệt giữa kề,
nhìn xem thế sự nào nề tâm can. Tờ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng dinh trần quan thiện tính còn mê thêm lời dục thúc gọi về đạo tu dốc lòng dịch ngút mây mù đắng diệu ba lời thầy càng tỏ âm hao để truyền hậu thế vàng thao lộc lường tu cầu thuận gió hòa mưa an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chữ quốc chữ ban giao hòa. Tu cầu yên nước lời nhà, cứu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật quán tánh tình, lưới mê chân buộc nhẹ mình tiêu giao. Tu cầu trần đừng đâm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyền lập lòe sắc. Tô cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu giai đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Cầu chấm hết bình đau, gặp đời bình tri tiết bao vui dày. Mắt nhìn chữ Phật đông dày, thanh vàng điểm ngọc cho thầy đăng tiên. Mà muốn đặng phước duyên, nghe lời Phật.
quý hơn bạc vàng. Những người bạc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì. Nghe lời Phật thanh kính vì người trên, hiếu chung lòng chớ dội quên. Sống lo trọn đạo thác lên tiền đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua mị học rài kề kinh. Đạo hành đi thầy
mập mờ thính giả và chư đồng đạo. Hướng thiện tức quyển 5 đến đây đã hết. Kính mong sự quan hỷ cho phần sơ xuất. Chúng tôi chân thành cảm ơn liệt quý vị đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Kính chúc quý khán giả an khang thịnh vượng, quý đồng đạo thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Nam Mô A Di Đà Phật.